Không đạt được điều tôi muốn. Lama Chopa kính mến, con rất sốc bởi vì bạn bè không thể trao cho con điều con thật sự cần và thực sự làm tổn thương cảm xúc của con. Con thấy giận dữ. Con nên làm gì? Với lòng kính trọng, Nela Mumbai. Nela thân mến, con phải thực hành hạnh tha thứ. Nếu không, con sẽ không hạnh phúc và bạn con cũng sẽ không hạnh phúc. Hãy tiếp tục quên nó đi. Đừng hành hạ bản thân mình nữa. Hiểu rằng đó là sự chín mùi của nghiệp ác trong quá khứ của con. Sau đó, hãy nghĩ về tất cả những điều không đáng mong ước mà tất cả các chúng sinh khác đang phải trải qua và xin khánh chịu chúng. Nhờ đó, các chúng sinh khác có thể kinh nghiệm được những gì họ mong ước và quán tưởng tất cả những mong ước của họ đều được thực hiện. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, đau khổ này là sợ chín mùi của nghiệp ác trong quá khứ của tôi. Thư gửi Tổng thống Mỹ. Dưới đây là bản chỉnh sửa lại một bức thư mà Rinpoche viết cho Tổng thống Mỹ George Bush một thời gian ngắn sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 tại nước Mỹ. Trong dịp này, Rinpoche cũng đưa ra các cách tiếp cận tâm linh để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thưa ngài Tổng thống, khi những tên khủng bố tấn công trung tâm thương mại quốc tế và lầu Năm Góc, đã có nhiều thiệt hại to lớn. Chúng không chỉ giết hại gần 3.000 người, mà còn gây ra thiệt hại kinh tế cho toàn thế giới và hàng chục ngàn người mất việc phải trải qua những kết quả đau thương khác. Kể từ khi tuyên bố chiến tranh, một số người đã chống lại nó và kêu gọi hòa bình. Nếu con người thật sự muốn hòa bình, thì họ nên đặt vấn đề với một ý tưởng trong sáng, thực tiễn về cách dừng những vụ tấn công khủng bố tại nước Mỹ và các quốc gia khác. Những vấn đề của chiến tranh. Nhìn chung, người ta thường sử dụng giải pháp chiến tranh. Chiến tranh là điều mà những người bình thường trên thế giới này vẫn coi như giải pháp. Vấn đề là chiến tranh, dù có chiến thắng cũng chỉ giống như một liều thuốc có phản ứng phụ. Nó có thể tạm thời giải quyết được vấn đề, nhưng sau đó phát sinh những phức tạp liên miên. Dù ngài có chiến thắng trong cuộc chiến tranh, thì đó không thực sự là một chiến thắng lâu dài, kể cả đối với đất nước hay với các cá nhân có trách nhiệm. Đó chỉ là một chiến thắng tạm thời. Tại sao? Bởi vì những người mà ngài đánh bại vẫn căm thù ngài, trong các kiếp tương lai sẽ trở lại làm hại ngài. Theo luật tự nhiên của nhân quả, hay karma, nghiệp, trong tiếng Sanskrit, thì hành động gây hại để lại một dấu ấn trong dòng tâm thức, giống như một hạt giống. Khi nó trổ quả về sau, thì con người sẽ kinh nghiệm hậu quả bằng cách nhận lại sự gây hại từ những người khác. Nên cố gắng hết sức để tránh chiến tranh, các phương pháp giải quyết vấn đề khác, kể cả việc tìm kiếm lời khuyên từ các nhà lãnh đạo của tất cả các truyền thống tâm linh, nên được nghiên cứu trước. Nếu tất cả các giải pháp khác đều thất bại, thì giải pháp tiếp theo là sẽ có một cuộc chiến tranh không thù hận, một điều xuất hiện, một cách bạo lực nhưng thực chất bắt nguồn từ động cơ tích cực và hòa bình. Làm hại người khác với lòng từ bi. Một điều có bề ngoài bạo lực thì không nhất thiết phải coi là điều tiêu cực, bởi vì có những hành động xuất hiện với vẻ ngoài bạo lực nhưng thực tế lại vô cùng tích cực, thanh tịnh và có mục tiêu tạo ra sự bình an nội tâm. Đạo Phật được dựa trên việc không làm hại và làm lợi ích cho những người khác. Nhưng khi một chúng sinh hiểm ác đang làm hại bản thân mình hay gây hại to lớn cho nhiều chúng sinh khác và cho thế giới, thì trong Phật giáo Đại Thừa, các bậc Đại Thánh hay thường gọi là các vị Bồ Tát, những người cực kỳ từ bi, có thể chọn cách giết chết chúng sinh đó. Họ hoàn toàn hy sinh bản thân mình để kinh nghiệm một cách hạnh phúc bất kỳ kết quả đau thương nào có thể đến từ hành động giết hại đó, kể cả đau khổ trong cõi địa ngục. Họ làm điều này nhằm làm lợi ích cho chúng sinh đó, để chặn đứng chúng sinh đó khỏi thực hiện những hành động gây hại, và cũng vì hạnh phúc và sự bình an của những chúng sinh khác. Bởi vì các vị thánh nhìn thấy lợi ích to lớn cho những chúng sinh khác trong việc giết chúng sinh bạo lực này, nên hành động đó trở thành không đáng sợ cho một Bồ Tát. Khi có lợi ích to lớn trong việc
giết chúng sinh ác độc hơn là không giết, thì Đức Phật cho phép các vị thánh vĩ đại được làm điều đó. Trên thực tế, mặc dù một hành động có bề ngoài phẫn nộ hay bạo lực được sử dụng, nhưng nó không gây hại cho người thù ác, mà chỉ có lợi ích cho người đó. Không có sự giận dữ nào ở đây cả. Khí cảnh phẫn nộ bề ngoài của tâm không có chút giận dữ, tư tưởng gây hại cho người khác, không có chút nào. Một ví dụ là khi đứa trẻ con rất nghịch ngợm và không biết nghe lời thì cha mẹ có khi phải từ bỏ các biện pháp ôn hòa để kiểm soát nó. Cha mẹ sẽ quở mắng nó với vẻ bề ngoài phẫn nộ bởi vì đó là cách duy nhất để kiểm soát đứa trẻ, để nhờ đó nó có một tương lai tốt đẹp và thành công. Sự vô minh khủng khiếp. Tâm của những kẻ khủng bố này rất vô minh. Vô minh không thể tin được và đầy ảo tưởng. Chúng bị dính mắc vào bóng tối nặng nề và u ám của vô minh mà không có chút ánh sáng trí tuệ nào. Chúng hoàn toàn bị mắc kẹt trong xiềng xích nặng nề của quan điểm sai lầm đến mức chúng không thể nhận ra những quan điểm đó là sai lầm và hành động của mình là có hại. Những gì chúng làm, tư tưởng và hành động tiêu cực của chúng đã làm cho hàng ngàn người chết và nhiều lính cứu hỏa phải hy sinh mạng sống của mình để cứu những người khác. Theo quan điểm của Đạo Phật, thì do những hành động rất nặng nề này mà chúng sẽ phải chịu đau khổ trong hàng ngàn đại kiếp. Chúng sẽ phải kinh nghiệm vô số thiệt hại, những hành động vô cùng tác hại mà chúng gây ra cho những người khác và cho thế giới này là bản chất duyên khởi, tức là chúng sinh ra từ những điều kiện đặc biệt và quay trở lại, gây ra những kết quả tương tự trong tương lai. Từ những hành động tiêu cực, đau khổ sinh ra, từ những hành động tích cực, hạnh phúc sinh ra. Đó, do đó không thể tưởng tượng được những thiệt hại mà những kẻ khủng bố đã gây ra cho bản thân chúng và cho nước Mỹ và cho cả phần còn lại của thế giới. Tái sinh. Tái sinh không chỉ có trong triết lý và thực nghiệm của Đạo Phật, mà Đạo Thiên Chúa cũng nói về tái sinh, bởi vì nó nói về thiên đường và địa ngục sau kiếp sống này, và về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Không có ai chứng minh rằng tái sinh không tồn tại, và vô số người dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình đã nhận ra rằng tái sinh tồn tại, và rằng cuộc sống không kết thúc sau khi xảy ra cái chết của thân xác. Do tâm tiếp tục sau khi chết, nên các tư tưởng tiêu cực cũng tiếp tục. Do đó, những kẻ khủng bố sẽ tiếp tục làm hại những người khác hết lần này đến lần khác, không có tận cùng, cho đến khi nào những tư tưởng, cảm xúc tiêu cực của chúng bị xóa bỏ. Căn bệnh kinh niên của tâm trí. Các tư tưởng tiêu cực như giận dữ, tâm bất mãn và tham vọng là những căn bệnh kinh niên của tâm trí và là nguyên nhân của chính đau khổ. Nếu con người trên thế giới này không nỗ lực trong việc cải thiện tâm trí mình, trong việc diệt trừ những tư tưởng tiêu cực, thì thậm chí khi thân thể bị tàn hại và phân hủy, tâm trí, thứ không hề ngừng lại, vẫn sẽ tiếp tục chứa đựng tất cả những tư tưởng này. Đó là vấn đề lớn nhất. Và việc diệt trừ những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực là giải pháp rốt ráo, đặc biệt là việc diệt trừ chúng bằng cách nuôi dưỡng lòng từ bi, một trái tim nhân hậu thương yêu những người khác, làm lợi ích cho những người khác. Bằng cách này, Ngài không gây hại cho những người khác và không bị người khác làm hại. Mọi người chỉ làm lợi ích cho nhau. Tôn giáo nên dẫn tới hạnh phúc tối hậu. Tôi nghĩ tôn giáo có bổn phận giúp đỡ nhân loại trong lĩnh vực này. Tôi chắc rằng với đa số các tôn giáo đều có điều gì đó tốt đẹp để phục vụ loài người. Mỗi tôn giáo đưa ra một phương pháp và con đường hoàn chỉnh nên mang lại các chúng sinh tới hạnh phúc tối hậu, sự chấm dứt tất cả các tư tưởng tiêu cực, tâm hồn phiền não, bao gồm hạt giống của tất cả những điều tiêu cực. Nếu tôn giáo của bạn làm hại những người khác, thì nó làm hại cả bạn nữa. Trong trường hợp này, việc có tôn giáo không có ý nghĩa gì, tốt hơn là đừng có tôn giáo nữa. Chăm sóc tâm trí. Tôi đã xem tin tức về vụ khủng bố và nghe nhiều nhà lãnh đạo, người dân phát biểu và đưa ra các gợi ý. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe thấy một ai nhấn mạnh về nhu cầu phải chăm sóc tâm, bảo vệ phòng hộ tâm của những con người đang sống trên thế giới này,
rất rõ ràng và tất cả mọi thứ, dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, đều đến từ tâm, nhưng lại không có một lời nào để nói về nhu cầu phát triển lòng tốt và từ bi. Không ai nhấn mạnh đến nhu cầu cần cho tất cả mọi người trên toàn thế giới thực hành điều này. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói đến điều này. Tôi chỉ nghe thấy từ thương yêu 2 lần, và 2 lần đó đều từ ngài, thưa Tổng thống Bush. Một lần ngài nói rằng nước Mỹ là một quốc gia đầy tình thương. Thật vô cùng hiếm hoi khi nghe từ tình thương yêu trong những bài phát biểu này. Tôi rất hạnh phúc khi nghe ngài và Thủ tướng Anthony Blair đề cập chính xác rằng các ngài không tấn công đạo Hồi hay thế giới Hồi giáo, mà chỉ tấn công những kẻ khủng bố. Các ngài cần phải giữ gìn sự lưu ý này. Thật tốt nếu như cả thế giới này, Hồi giáo, Thiên Tú, Chúa giáo, tất cả mọi người đều phát triển lòng từ bi, lòng nhân hậu và trách nhiệm toàn cầu. Các chính phủ có thể dành những nỗ lực đặc biệt cho điều này và trao sự giáo dục đặc biệt trong các trường học. Bằng cách này, mỗi đứa trẻ sẽ có thể mang lại nhiều bình an và hạnh phúc vào trong cuộc đời nó cũng như cho gia đình, đất nước và trên hết là cho cả thế giới. Sau đó, khi đứa trẻ đó trở thành người cha hay người mẹ, thì nó lại có thể giáo dục con cái mình thực hành trách nhiệm toàn cầu, lòng nhân hậu và từ bi, để tâm tốt sẽ liên tục được sinh khởi. Thương yêu những người khác và nỗ lực phát triển thiện tâm trong văn phòng, tại nơi làm việc, ở nhà, tất cả mọi nơi là phương pháp rốt ráo để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu. Nỗ lực đặc biệt trong kiểu giáo dục này, trong việc trao truyền và phát triển thiện tâm sẽ giúp giảm bớt hận thù và tăng sự kiên nhẫn, tha thứ để bảo vệ con người. Thậm chí một đứa trẻ có thể mang lại sự bình an cho hàng triệu người. Động cơ riêng biệt để làm điều này và những lời giải thích về cách làm hay này có thể lấy từ đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hồi hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Bất kỳ điều gì giúp tâm trí phát triển, trách nhiệm toàn cầu, lòng từ bi và tình thương đối với những người khác. Những cuộc gặp gỡ giữa những người có niềm tin tôn giáo khác nhau. Một điều cũng quan trọng là các cuộc gặp gỡ giữa những người có niềm tin tôn giáo khác nhau, nơi tất cả các truyền thống tôn giáo được lãnh đạo bởi nhiều nhà lãnh đạo và tôn giáo khác nhau, cùng tập trung và cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Những cuộc gặp này nên được tổ chức cho những người trẻ tuổi nữa. Nếu tuổi trẻ trên thế giới này cùng đến và cầu nguyện với nhau thì điều đó sẽ đóng góp vào hòa bình và sự hòa hợp giữa những tôn giáo khác nhau trên thế giới. Cuối cùng, tôi xin hồi hướng công đức và cầu nguyện hàng ngày cho hòa bình và hạnh phúc của tất cả chúng sinh, rằng mọi người có thể phát triển tình thương, lòng từ bi và thiện tâm quý báu, hoàn thành mong ước. Tôi cầu nguyện rằng mọi người sẽ chỉ làm lợi ích cho nhau và trái tim của mọi người sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi cầu nguyện cho bình an và hạnh phúc của toàn thế giới với sự cầu nguyện và cầu chúc mọi điều tốt lành. Lama Thupten Jopa Rinpoche. Hãy nhớ, những người mà chúng ta đánh bại trong cuộc chiến sẽ có lòng thù hận với chúng ta và sẽ trở lại làm hại chúng ta. Các hành động tiêu cực sẽ có kết quả là đau khổ, các hành động tích cực sẽ có kết quả là hạnh phúc. Những tên khủng bố sẽ chịu đựng đau khổ trong nhiều đại kiếp vì đã giết hàng ngàn chúng sinh. Việc diệt trừ các tư tưởng tiêu cực chính là giải pháp. Hãy phát khởi tình thương và lòng từ bi. Thượng đế là ai? Lama Chopa kính mến, con đang nuôi dạy con gái nhỏ của mình, Jennifer. Cháu là một Phật tử, tuy nhiên cháu được nghe rất nhiều về Thượng đế tại trường học và từ bạn bè. Do đó cháu cảm thấy bối rối về vấn đề này. Cháu nói con viết thư cho thầy để hỏi quan điểm của thầy về Thượng đế. Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, Jonah San Francisco. Jonah thân mến, nếu con đang nghĩ về Thượng Đế như người sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời mình, như người tồn tại độc lập với lò dòng tâm thức của mình, thì kiểu Thượng Đế như vậy không hề tồn tại. Nhưng nếu con nghĩ tới một tâm trí, toàn tri tỏa khắp mọi sự vật hiện tượng, thì có tồn tại Thượng Đế như vậy. Vì sao Thượng Đế không phải là người sáng tạo ra con? Bởi vì con chính là người sáng tạo ra những kinh nghiệm của chính mình, ra thiên đường và địa ngục của riêng con.
Ngay trong đời sống hàng ngày, nếu con thực hành hạnh nhẫn nại, thì bằng cách không làm hại bản thân mình và những người khác, con đã mang lại sự bình an và hạnh phúc cho bản thân con và những người khác. Nếu con chiều theo sự giận dữ của mình, thì con sẽ làm hại bản thân con và những người khác, và tạo ra nỗi buồn cho bản thân con và những người khác. Từ điều này, con có thể thấy những gì Đức Phật nói trong các bài giảng là sự thật. Con là thầy và cũng là kẻ thù của chính mình. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, chúng ta là người sáng tạo nên hạnh phúc và đau khổ của chính mình. Mọi thứ không do Thượng Đế quyết định. Lama Chopa kính mến, con thường nghe mọi người nói với những điều giống như: hãy kệ nó đi, mọi việc do Thượng Đế quyết định. Đó dường như là một cách suy nghĩ thoải mái. Nhưng ý tưởng về Thượng Đế không phải lúc nào cũng có ý nghĩa đối với con. Nhiều người nói với con rằng con sẽ rơi vào địa ngục nếu không tin vào Thượng Đế. Tất cả hàng xóm của con đều tin vào Thượng Đế, là người sáng tạo ra tất cả, và con bắt đầu e ngại khi nghĩ đến kiếp sau của mình. Thầy có thể tư vấn cho con được không? Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với thầy. Gordon, Miami. Gordon thân mến, con người nói Thượng Đế quyết định tất cả. Họ nghĩ Thượng Đế là người sáng tạo ra và mọi thứ đều do Thượng Đế quyết định. Nhưng khi con nhìn theo một cách khác, dường như mọi thứ không do Thượng Đế quyết định. Bởi vì khi đi vào thực hành, con có thể thấy rằng mọi thứ phụ thuộc vào bản thân các chúng sinh. Nhiều người nói rằng, nếu con không tin vào Thượng Đế, con sẽ rơi vào địa ngục. Bằng cách nói như vậy, họ chứng tỏ rằng, trên thực tế mọi thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào Thượng Đế, mà nó cũng phụ thuộc vào con nữa. Việc không rơi vào địa ngục phụ thuộc vào nỗ lực của con, từ chính bản thân con phải phát khởi niềm tin vào Thượng Đế. Do đó, nó không hoàn toàn do Thượng Đế quyết định. Con cũng phải tuân theo 10 điều răn của Thượng Đế. Ví dụ như vậy, nhiều người nói rằng mọi thứ trong bàn tay của Chúa, nhưng con có thể thấy rằng Thượng Đế không kiểm soát được tất cả mọi thứ. Bản thân mọi người phải nỗ lực tuân theo 10 điều răn này, họ phải thực hành đạo đức. Về cơ bản, nó giống với quan điểm của Đạo Phật, chúng sinh cũng phải nỗ lực từ chính bản thân mình. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, nếu như tôi là người phải thực hành, thì tại sao lại nói tất cả đều do Thượng Đế quyết định? Chấp nhận cái chết. Lama Chopa kính mến, mẹ con mới mất, và mặc dù bà đã già và cũng đã đến lúc phải ra đi, nhưng con vẫn không vượt qua được nỗi thương tiếc. Con yêu bà như bản thân mình vậy, và con cảm thấy mất mát và cô độc khi bà ra đi. Nó còn hơn cả niềm thương tiếc. Con cảm thấy mình không còn mục đích sống. Con không biết cách tiếp tục như thế nào hay phải làm gì. Xin Rinpoche hãy cho con lời khuyên. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với thầy. Gina Montana. Gina thân mến, con đã có một mối liên hệ chặt chẽ với mẹ mình. Do đó, các con sẽ còn gặp lại nhau. Hãy nghĩ, tất cả mọi người đều phải chết. Toàn thể trái đất này có sự khởi đầu, có một quá trình tàn hoại và rồi kết thúc. Nó tồn tại trong một số năm, một số phút, rồi đi tới kết thúc, và sẽ không còn gì trên đó tồn tại nữa. Ngay cả những ngọn núi hiện trông rất vững chắc cũng sẽ chỉ còn là khoảng không vào một lúc nào đó. Điều này xảy ra mà không phụ thuộc vào bất kỳ sự lựa chọn nào của chúng ta cả. Do đó, chúng ta phải chấp nhận nó. Đại sư Tịch Thiên Santideva nói, nếu như có giải pháp cho vấn đề của con, thì tại sao lại thất vọng? Nếu như không có giải pháp nào, thì thất vọng có ích gì? Bối rối về điều mà con không thể có được là vô ích. Nó giống như đau khổ rằng tại sao nhà của mình không làm bằng kim cương, hay đau khổ tại sao con không phải là người kiểm soát cả thế giới này, hay tại sao con lại không được bầu làm tổng thống Mỹ. Đôi khi chúng ta lo lắng và đau khổ bởi vì chúng ta muốn có sự thoải mái và dễ chịu khi có ai đó ở bên, không phải vì chúng ta lo lắng vì người chết và điều gì xảy ra với họ. Đây là sự lo lắng cho sự dễ chịu của riêng mình. Nỗi đau của chúng ta là do sự tự yêu thương bản thân, ngã ái,
và đánh mất đối tượng mà chúng ta yêu thích. Hãy nghĩ, tôi từng dính mắc và tư tưởng tự yêu thương và tuân theo trí tuệ, thiền quán về tính không, nuôi trồng tâm xả bỏ và nghĩ về việc làm lợi ích cho những người khác, vun trồng tâm bồ đề thì không còn thương tiếc và sầu não nữa, chỉ có sự bình an và hạnh phúc. Thay vì thấy thất vọng và đầy thương tiếc, những điều đó do sự dính mắc và ngã ái gây ra, hãy chấp nhận bản thân. Hãy chấp nhận bản chất của mọi sự vật hiện tượng là vô thường, mọi vật đều thay đổi và phù du, tất cả mọi người đều phải chết. Nếu không, nó thậm chí có thể làm cho con muốn tự tử, tàn phá thân người quý báu hiếm hoi của con, mà với nó con có thể đạt tới tất cả hạnh phúc cho tới giác ngộ. Thay vì thế, hãy làm điều gì có giá trị và ích lợi cho những người khác. Hãy tỏ ra rộng lượng với những người đang nghèo túng, vô gia cư hay đau ốm. Thậm chí, nếu con không có món quà vật chất gì để trao tặng, thì con vẫn có thể giúp đỡ họ. Hãy khuyến khích những người khác phát triển lòng tốt và trí tuệ trong tâm họ. Hãy hiến dâng tất cả những thiện nghiệp của con cho người chết, để cho người đó không phải chịu đau khổ và có được hạnh phúc tối thượng, để diệt trừ hoàn toàn đau khổ và nguyên nhân của đau khổ, và đạt tới hạnh phúc vô song của sự giác ngộ. Trên thế giới này, có rất nhiều việc con có thể làm để giúp đỡ người khác hay chúng sinh khác. Có quá nhiều việc cần làm, có nhiều dự án tâm linh mà con có thể tham gia, và nhiều việc con có thể làm để trở nên có ích. Bằng cách này, con sẽ cảm thấy rất vui. Nếu không, con chỉ đau buồn và tự thương xót bản thân mình, những điều thật vô giá trị. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, thật vô ích khi đau buồn về điều mà tôi không thể có. Tôi chỉ thương tiếc và thất vọng chừng nào mà tôi còn đi theo lòng ngã ái của mình. Chồng con đã chết. Lama Chopa kính mến, chồng con đã chết được một tuần. Con trai con và con đang trải qua nỗi thương tiếc, và con không biết phải đối diện với những cảm xúc như nỗi buồn, sợ hãi và giận dữ cứ trực trào lên trong tâm mình. Con cũng lo lắng về sự tái sinh của chồng mình và cầu nguyện rằng anh ấy sẽ được tái sinh ở cõi cao hơn. Con mong muốn mình có thể làm điều gì đó để chấm dứt sự mất kiểm soát nội tâm, cách để gửi tình thương và sự giúp đỡ đến cho chồng mình. Xin hãy cho con lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này và điều gì có thể làm để lợi ích nhất cho chồng con. Với lòng kính trọng, Anne, Vermont. Anh thân mến, thầy rất lấy làm tiếc là chồng con đã ra đi. Con không nên lo lắng. Theo sự tiên tri của thầy, trong một vài ngày trước khi anh ấy ra đi, thì rõ ràng anh ấy sẽ có một tái sinh tốt. Anh ấy là một người dễ chịu và trong nhiều năm liền thường giúp đỡ các chúng sinh, cũng như việc giảng pháp với tư cách là giám đốc một trung tâm Phật Pháp. Anh ấy rất tận tụy, chân thành và tốt bụng. Thầy muốn con biết rằng thầy đã cầu nguyện để hướng dẫn anh ấy sau khi nghe tin anh ấy ra đi. Trong trường hợp con lo lắng hay thương nhớ anh ấy, con nên nhớ rằng tất cả chúng ta khi chưa thoát khỏi luân hồi đều phải chết. Bởi vì chúng ta đã sinh ra nên chúng ta phải chết. Do chúng ta đều chịu sự chi phối của phiền não và nghiệp cho tới khi nào thoát khỏi luân hồi, đó là bản chất của cuộc sống. Thật có ích nếu con có thể thực hiện các thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày với tâm tốt, với tư tưởng làm lợi ích cho những người khác, với lòng từ bi và sự rộng lượng. Bằng cách sống cuộc đời mình với động cơ thanh tịnh và tâm tốt này, các hành động của con sẽ trở nên đoan chính, dù cho con không thực hiện thêm bất kỳ thiện nghiệp nào. Con tích tập công đức từ những hành động thanh tịnh này, và con có thể hồi hướng công đức đó cho chồng mình có được một tái sinh tốt đẹp. Hồi hướng cho anh ấy có được không chỉ hạnh phúc tạm thời mà cả sự giải thoát sớm nhất có thể khỏi luân hồi, vòng tròn sinh diệt và đạt tới giác ngộ theo con đường nhanh nhất có thể. Hãy tưởng nhớ tới chồng con bằng cách thực hành nhiều thiện nghiệp cho những người khác, như là trao tặng một cách rộng lượng và tránh làm hại bản thân mình và những người khác. Vì lợi ích của chồng con, hãy cố gắng thực hành hạnh nhẫn nại. Khi ai đó đối xử tồi tệ với con, lăng mạ con hay bất kính với con, nếu như ít nhất con có thể không nổi giận
thì con không làm hại những người khác. Khi con thực hành hạnh nhẫn nại, hay cố gắng không có những tư tưởng làm hại người khác, hãy hồi hướng công đức đó cho chồng con. Nếu con có thể, hãy nghĩ rằng điều này cũng dành cho hạnh phúc và lợi ích của tất cả chúng sinh, những người giống như chồng con, cũng muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Hồi hướng tất cả thiện nghiệp con làm mỗi ngày theo cách này. Khi con bắt đầu có các tư tưởng tiêu cực, điều có hại cho những người khác, như là ác ý, ganh tị, thì hãy dừng lại và áp dụng các biện pháp giải trừ chúng. Cái chết của chồng con là một sự nhắc nhở cho chúng ta về sự quý báu của kiếp người, và chúng ta cần được thực hành chăm chỉ hơn và đúng đắn hơn. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, bản chất của cuộc đời là tất cả chúng ta đều phải chết. Cái chết của chồng con nhắc nhở chúng ta không nên lãng phí kiếp người quý giá của bản thân mình. Chữa lành cho bản thân mình và những người khác. Lama Chopa kính mến, hiện nay con đang mắc một căn bệnh nguy hại đến tính mạng, và thông qua sự giúp đỡ của nhiều bác sĩ và các chuyên gia y tế khác, con gần như đã hoàn toàn hồi phục. Kết quả là con cảm thấy muốn trở thành một người chữa bệnh và giúp đỡ những người khác, những người cũng đang trải qua những gì mà con từng chịu đựng. Thầy có thể cho con lời khuyên về cách ngăn ngừa căn bệnh tái phát cũng như phát triển phương pháp giúp đỡ những người khác hay không? Với sự cầu nguyện và lòng biết ơn, Mohinda Dazlin. Mohinda thân mến, điều quan trọng nhất là có một tâm tốt, thanh tịnh và một trí tuệ sáng suốt. Nhờ đó con có thể hiểu và thấy vấn đề là gì. Một tâm hồn mạnh khỏe cũng là một tâm tốt. Khi con thân yêu những người khác hơn chính bản thân mình, con sẽ không làm hại những người khác hay chính bản thân mình và sẽ sống thọ hơn. Một tâm tốt bảo vệ con khỏi bị những người khác làm hại, và kết quả của những điều này là hạnh phúc, thành công, sự giàu có, không sợ hãi và lo lắng. Đức Phật cũng giống như chúng ta, Ngài cũng có những vấn đề, nhưng Ngài trở nên giải thoát vĩnh viễn khỏi những nguyên nhân của đau khổ, ô nhiễm và đạt giác ngộ nhờ có tâm Bồ Đề. Đó là lý do tại sao các vị Phật có thể trong mỗi giây mỗi phút hóa thân thành vô số hình dạng để giúp đỡ tất cả chúng sinh. Mỗi vị Phật có khả năng giải phóng tất cả chúng sinh bằng cách tiếp xúc trực tiếp với những nguyên nhân của bệnh tật, các dấu ấn của nghiệp và thể hiện cách thanh tịnh hóa chúng. Tâm Bồ Đề không chỉ chữa lành các căn bệnh mà còn cho phép con phát triển mọi đức tính, thiện tâm và đạt tới giác ngộ. Con nên trở nên giống như mặt trời trên bầu trời, để cho mọi chúng sinh cùng được lợi ích. Tâm Bồ Đề mang lại hạnh phúc bằng cách mong muốn giải thoát những người khác khỏi đau khổ và cố gắng làm điều đó. Con kinh nghiệm được nhiều sự bình an và hoàn thiện, và cuộc đời con trở nên có ý nghĩa đối với con và những người khác. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, khi có tâm Bồ Đề, tôi trở nên giống như mặt trời trên bầu trời. Không biện pháp nào có hiệu quả. Lama Chopa kính mến, con đang rất khó ngủ. Con đã cố thử uống thuốc và các biện pháp chữa bệnh tự nhiên nhưng không có kết quả gì. Xin thầy hãy cho con vài lời khuyên. Với lòng kính trọng, Camilla Alice Springs. Camilla vô cùng thân mến, cảm ơn con rất nhiều vì bức thư của con. Thật sự làm cho mọi người ngủ được là công việc của thầy. Thầy nghĩ con biết điều đó. Nếu con không thể chìm vào giấc ngủ, thì tụng kinh cầu nguyện và đọc lam rim cũng là một giải pháp. Thông thường, khi con thực hành, các chướng ngại như là buồn ngủ sẽ sinh khởi. Do đó, nếu con cố gắng hành thiền trong thời gian dài, thì con sẽ ngủ được. Người ta nghĩ rằng không ngủ được là một vấn đề, giống như là có điều gì sai lầm xảy ra với con. Nhưng nó chỉ là vấn đề khi con làm hại tới sức khỏe của con, nếu không nó có thể rất là có ích. Điều tốt nhất để làm là pháp 35 vị Phật, lễ bái và tán thán. Nếu con thực hành pháp này nhiều lần trong khả năng của mình, thì nó có thể có ích, bởi vì nó sẽ tịnh hóa các nghiệp ác của con và tạo ra nguyên nhân khiến cho con đạt giác ngộ.
Con có thể thực hiện nó vào buổi sáng hay buổi chiều, hay khi nào phù hợp nhất. Thầy cũng sẽ cầu nguyện cho con. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, thực hành 35 phép vị Phật sẽ có ích. Thực hành hạnh hoan hỷ. Lama Chopa kính mến, con đang phân vân có nên đi Australia để thăm chồng cũ của con và vợ mới của anh ấy hay không? Con đang lo lắng rằng con có thể sẽ cảm thấy ghen, và con e ngại không biết anh ta sẽ xử sự với mình thế nào. Thầy có thể nhớ rằng chúng con đã có một thời gian rất căng thẳng khi sống chung. Giờ đây, anh ấy sống xa con và con cảm thấy không tự tin rằng mình sẽ có thể giải quyết tình hình một cách khôn ngoan khi con không còn ở trong nhà mình nữa. Họ mời con nhưng con không biết liệu việc đi thăm có phải là một quyết định khôn ngoan hay không. Với lòng kính trọng, Jackie Munich. Jackie thân mến, thầy góp ý rằng con nên tới Australia và xem mọi thứ ra sao. Trong khi ở đó, con nên thực hành hạnh nhẫn nại, thực hành hạnh hoan hỷ và thực hành hạnh bố thí. Đặc biệt là hoan hỷ rằng chồng cũ của con đã tìm được một người vợ mới, một người làm cho anh ta hạnh phúc. Trong trái tim mình, con nên cảm thấy không chỉ hạnh phúc của cá nhân mình, mà là hạnh phúc của anh ta ở mức nhiều nhất có thể. Hãy hoan hỷ, hãy nhớ rằng chồng cũ của con đã sống cùng con trong nhiều năm, dâng hiến cuộc đời mình để chăm sóc con. Trong khi con đang trải qua giai đoạn khó khăn, anh ấy đã chăm sóc con với tất cả trái tim mình, trao cho con cơ hội để thực hành pháp. Đây là cơ hội lớn nhất cho con thực hành, đó là thách thức vĩ đại nhất. Do đó, luôn luôn thực hành hạnh hoan hỷ và cảm thấy hạnh phúc của mọi chúng sinh. Nếu họ tìm thấy pháp, tự do, giàu có, sự giáo dục hay những điều tốt đẹp khác, điều này sẽ giúp giữ tâm con thấy hài lòng và có ích cho cả thân thể con nữa, ví dụ như là cho huyết áp của con. Chúng ta luôn luôn cần sự thực hành hạnh hoan hỷ với tình thương và cầu nguyện cho con. Hãy nhớ, hoan hỷ với hạnh phúc của những người khác giúp cho tâm trí tôi và cũng có ích cho thân thể tôi.